Đã ăn hải sản thì phải ăn loại cá này thì nó mới xứng cái miệng chứ nhỉ. Hả? Bạn đã nhận ra em nó chưa? Còn mình thì gọi nó là cá thần tiên tỷ tỷ. I believe I can fly. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I... Xin vĩnh biệt cô. Thương thay loài cá chuồn, loài cá duy nhất trên thế giới có thể bay nhưng vẫn không thoát nổi bàn tay của con người. Đố bạn biết là trung bình cá chuồn thường bay xa được khoảng bao nhiêu mét? Đáp án là chúng thường bay được khoảng 50 mét.